Trời, hồi nãy ông lấy cái nón cho hồ rồi trời. Không sao anh. Hồi nào giờ ông ăn sống luôn á chị Cẩm. Bữa nay hồ giới thiệu bà mà ăn thử rồi. Việc như thế mỗi một chị mình nhiều nhất, vất vả nhất thì chỉ và 300 ngàn. Nhưng 300 ngàn đối với một thời tiết yên bình như thế thì cũng thu nhập cũng khá là cao ở Việt Nam. Nhưng mà không phải là ngày nào cũng có. Không, em bình thường mà. Nó dân dạ lắm, nó ăn rau muối vậy đi tới nhà, nó ăn ra bình dạ lắm, có gì nhà có gì ăn đó nó phải à. Dạ. Mình giống nhau mà. Sống sao cũng được hết á. Chị sao không ăn kiến hay chị ha? Không, lộ kiến mà nó che mắt đó chị. Ôi dầm thấy chị. Rớt xuống là chị không bỏ luôn ha. Chị Cẩm là năm nay là bao nhiêu? 40, 35 gì chưa? 35 ha. Chị Cẩm làm em thấy hình như là chị Cẩm làm thuần thục hơn là chị Diệu. Phải không? Chị Diệu mình thấy lấy gọn ha. Ừ. Chị Diệu mới đây mà. Nói gì chứ đem đi bán, nhưng mà bản thân Bùi Hồ với lại anh Chí xin là chị cho ăn thử á. Hồi nãy ăn thử á anh. Thử được chứ. Anh Trí ăn không? Không, cái kiểu mà kêu chị cho tao ăn, tao ăn cũng không ngon đâu mày. Hỏi sao, mùa hôi của tao làm cực khổ. Cho ăn thử một con thôi mà. Đâu phải ăn hết nguyên dĩa đâu. Nguyên gỗ đâu. Trời, hồi nãy ông lấy cái nón cho hộ rồi trời. Không sao anh, em nói gì đâu. Em đâu sợ nắng nóng gì đâu. Chị Cẩm đi biển của mình anh cũng sợ Covid nữa hả? Sợ không anh. Thấy chị mà. Sợ Covid mà nè. Cái mình khổ này nó văng nè. À. Mặt á. Bảo đảm an toàn với lại sợ đen thôi chứ không phải là sợ Covid đâu ha. Ờ, ngày sợ đen gì hồ. Chọc hoài. Ngày này đâu sợ đen. Nắng là ăn nổi. Rồi chị gõ đi, chị gõ đi. Chị chia sẻ những cái khó khăn mà làm nghề này cho em và những vui khi mà chị làm nghề này cho em nghe với chị Cẩm. Khó khăn hả? À. Khó khăn như là mình lội đi gì nó cực lắm nè. Cái lội trời im vậy thì nó khỏe mà. Trời bữa nào mà thổi sóng á, cái bữa nào chỗ nào sâu á, cái mình lội cực. Giật mình đó không ai. Dạ, sóng nó đánh vô đá cực lắm. Rồi té, mình có té không? Sao không? Em đi là em đem theo cái can. Hờ là những bữa nào thổi với lại mình đi dòng núi vậy nè. Cái chỗ nào sâu có mình ôm can lội đi qua vậy đó. Trời. Bỏ có bữa tao thấy lội qua bên mé mình kêu dài qua bà mé bảnh ăn cơm bảnh luôn á mé. Ôm can lội dưới nước hả? Lội qua cái vách đá. Chứ mình sâu quá mình đâu có đứng đi được hết. Hay lội qua sâu chỗ cạn gì đó. Dạ. Chị bây giờ chị lấy hoài luôn, chừng nào mà nước nó lên thì chị mới ngưng chị ăn cơm. Nước nó lớn ngập cái này. Mặt hào hết gì à. Dạ. Rồi sao giờ chị không ăn cơm đi? Sáng ăn sáng rồi. Chưa ăn cơm luôn hả? Rồi đi về cỡ 11 giờ mới về nấu cơm ăn. Nấu cơm ăn rồi nghỉ. Dạ. Nấu cơm ăn hả chị? Rồi xong rồi mình tranh thủ mình đi bán hào này nè. Đó, bữa nay chị khỏi bán, chị bán cho em thôi được không? Được, sợ em đợi lâu. Nhiêu đó là được nhiêu ký rồi? Cái này... Chắc nửa ký. 150. Ồ, chưa được ký, bằng ký có 150 hả? Dạ. Nó cực lắm. Ồ, trời ơi trời. Lát nữa em trả chị ký 200 á. Được không anh Trí? Được. Nói chung là mình... em thì không có gì, nhưng mà thấy chia sẻ khó khăn được chị phần nào thì chia sẻ ha.
Nói chung là mỗi nghề nó có cái khó riêng, đâu có dễ lấy tiền ra đâu anh. Một ngày mà trầm mình dưới nước vậy là chân của chị có bị dột không? À, dột bẻ hả? Ờ, bị dột da á chị. Dột thì dột rồi, ai không chị không? Ủa không dột ba? Quen à? Quen rồi. Với lại nước biển không sao. Ồ, con nó bự quá luôn á chị cảm. Đâu 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 còn mới quăng vô bự lắm anh chị. Thịt không. Nhưng mà gọi là nó hào sữa vì nó thơm sữa ha. Tại vì nó trắng. Trắng. Trắng hả? À, nó trắng như sữa vậy. Cái này mình không biết khó là mình đập cái là nó nát sữa. Đúng rồi, hàng đúng chi bữa ở bên bảy không khó lấy không có được gì luôn, lấy cũng giống gì nè mà lấy không được luôn. Mình phải nhìn cái mặt của mình mới đập. Ừ. Cái nào cái đầu nào mới đập. Thấy không? Hay không? Nhưng mà chị có dự định truyền nghề lại không? Nói chung là nghề này thấy không mệt đâu nha. Đúng rồi. Như là mình đi khỏ vài bữa nó hết rồi, đâu có hào đâu mà nó sanh sản cho mình khỏ hoài. Ờ, không biết cô bác quý anh chị suy nghĩ như thế nào, như mà Bùi Hồ á, nãy giờ ngồi ở đây nắng ở trên nè, à, chỉ để một chân ở dưới nước thôi, nhưng mà cái chân nó có cảm giác là nó dột. Nó muối á, muối mặn á, nó bị dột dột luôn. À, và cái thứ hai là phải trầm mình dưới nước liên tục như thế này. Đến đôi khi là thủy triều nó lên một khoảng 2 giờ chiều á, mà ở ngoài kia thì nắng lắm luôn à. Và chị có công việc của chị Cẩm thì phải nói là vô cùng vất vả chứ không phải là một chuyện bình thường. Những cái bao tay khi mà mình không biết mình gỡ những cái con hào á, thì những cái con hào nó sẽ xước vô cái tay của chị. Để vừa mẫu ngay cái con nó luôn thế à. Mà mình cái búa mà cái nhọn quá à, không dám dùng gì luôn đó chị. Nãy giờ ngồi đây thì anh Trí theo chia sẻ của anh Trí thì anh Trí có cái cảm nhận gì với lại cái nghề này không Trí? Tao thấy cái nghề này cực quá Hồ ơi, khó lấy tiền quá, thấy làm thấy chua quá. Thấy nghề lấy cái giờ đấy, cuộc sống của tao phải gắng làm tao thấy rồi. Chứ giờ dịch này mình đâu có đi làm gì được đâu. Giờ mà đi nướng làm mướn cũng không ai mướn. Cái thời tiết này là đẹp để cho chị đi lấy hào sữa đúng không? Chứ gặp mà cái thời tiết mà sóng to gió lớn đâu phải là đơn giản như vậy đâu đúng không? Chị Cẩm phải lội đi từng ấy kìa. Ngay cả cái chân mà đi không quen là đi không được. Ơi, đụng đá nhầm anh. Bây giờ cố gắng mình đi theo anh Cẩm một đoạn nữa với lại rồi sau đó là đi theo anh Trân. Ồ, vô cái hang này là hang gì anh Trí? Hang này tao có vô lần nào nước rồng mới thấy nè. Chị có khi nào chị đi vô Mỹ trong kia không? Ở ngoài này không hả chị Cẩm? Dạ. Ồ. Ồ, à, em hỏi. Mà em hỏi thiệt chị Cẩm nè. Là người ta đi mình á, ta sợ lắm. Ngay cả bản thân của anh Trí mà chui vô tí xíu thôi là anh Trí ngán rồi. Nhưng mà chị nghe sợ không? Ừ, anh Trí không? Thấy cảm thấy mình yếu đuối không anh Trí? Bởi vì yếu nhầm cái mình đâu có phải mạnh đâu, cũng phải có cái gì cũng phải yếu một chút người ta chứ đâu có mạnh được. Dạ. Con mình thấy mình cứ làm thôi, mình không nghĩ gì. Một ngày vui nhất là chị Cẩm là thu hoạch được bao nhiêu tiền từ người lấy hào? Bữa nào giỏi lắm được 300. Giỏi lắm luôn hả? Ừ. Bữa nào buồn cái được 100. Buồn á, cứ lấy rồi có khi buồn nữa đó chưa hò. Lấy sao buồn? Không phải là mình buồn mà trời buồn á, trời giông gió. À. Mình làm gì. Một người phụ nữ thấy chân yếu tay mềm nhưng mà đối với chị thì cả một khó khăn luôn. Người nào biết làm được gì chưa nói thấy không? Ừ. Không giỡn đâu. Ồ, lấy ra con nó tròn vẹn luôn ha. Ở đây cái chỗ này là trúng chưa chị? Cái chung hào này nó mọc lư vậy đó, nó khó khó. Nhưng mà em khó đi em lựa con nào phải trọng trọng nó khó. Còn mấy con nào nhỏ mình nuôi lại? Để. Nhưng mà mình lấy biết nào hết chị? À. Nhưng mà mình đặt con nhỏ cũng có thịt. Chị cho em hỏi nè, là lấy hào là thời điểm vào mùa nào đến mùa nào và thời điểm nào hào sữa nó không có nữa? Trời im á là vô tháng mùa bắc đổ dài tới tháng 4, tháng 5 rồi vô mùa nam là trời khỏi mình đâu có làm được đó. Lối này cũng vô nam nhưng mà trời im vẫn làm được ha. Như là mùa này thì bữa nào trời trong mới đi được, còn như mưa gió là ở nhà. Còn tháng 10 là nước lên đâu có làm được hả ta, như tháng 9, tháng 10 đâu mình nói này chắc ít lấy phải không? Là rồng giờ nào là tụi con đi giờ đó đó.
Nhưng mà chị canh con nước được ha. Thương quá. Thương vì cảm quan. Thương vì tình, vì là chị là một người phụ nữ rất là mạnh mẽ. Nhằm khi chị không hiểu tiếng Khmer, chị không hiểu tiếng Kinh nhiều á. Không á, chị ở đây sống mà con nói chuyện không người quen rồi. Chị nói vậy là giỏi tiếng Kinh rồi đó. Dạ. Nãy ăn nguyên con hàu sữa cực kỳ ngon. Cho con lớn nữa luôn hả? Ăn con nữa. Chị lựa cho em đi. Chị lựa con nào mà ấy nhất, từ bàn tay của chị lấy đi. Con này ha. Con này là ngon ha. Ăn con ha. Ở trong cái clip thứ hai này thì mình sẽ làm thêm con nữa con ăn gì. Này cũng mới ăn đầu tiên. Phải không Hậu? Đúng anh. Nhưng mà hàu sữa thì ở quán họ bán vậy đó, nhưng mà không có tươi giống như vậy, người ta ướp nước đá. Nhưng mà hàu sữa của chị này bán như là ăn dinh dưỡng đầy cực kỳ luôn. Tốt lắm ha. Cái này mình khó tại chỗ mình ăn là hàu tươi. Hàu ướp nước đá ăn không ngon, nhưng mà anh ăn thử vị hàu không hôi, rất ngon và có gì béo. Không mặn ăn nước gì nãy giờ không, không ăn hàu. Không, anh ăn thử đi, em không bao giờ rút. Chị chạy cho em con đi chị. Đâu đâu. Cho con này ngon. Ừ. Anh ăn thử đi, em anh ăn cái nào anh ăn lừa lừa cái đá ra nha. Đá ra. Nào giờ ông ăn sống luôn á chị Cẩm. Bữa nay ngồi với Thiệu bà mà ăn thử rồi. Ngon không? Nó có hỗn tanh hung mà nó ngọt ngọt tê ngon cũng ngon quá. Béo ha. Thôi ăn con. Cho nữa hả chị? Ôi rồi lát ngon kiểu dữ rồi đó. Nào nào nó thiệt chứ Cẩm, trong đời giờ 40 tuổi rồi chưa mới ăn con này đầu tiên luôn á. Hay sao? Cũng cái gì cũng ngọt dữ ta mà cũng ăn cũng được ta, vô miệng mà. Tan tan ngon lắm, ăn ghiền luôn. Ta ăn con tép sống tao còn không ăn luôn mà mấy con ấy là đâu có ăn đâu. Ăn ghiền luôn á, anh ăn ghiền luôn á. Ngon chứ chị Cẩm? Lát nữa mình mua về lên trại ăn ha. Cô bác anh chị mời cô bác anh chị miếng hàu sữa ha. Trong thời mới ăn luôn á trời. Chiên bột ngon lắm. Chiên bột hay gì cả? Chiên bột như bánh xèo vậy. Cái vị hàu sữa càng ăn càng ghiền. Ăn con thứ nhất cái miệng nó ngọt, có vị chát chát ngọt ngọt, có chút xíu vị tanh. Tanh thôi à, mình dễ ha, tao rồi kỹ tanh nhất người ta ăn. Nhưng mà cái vị đó, lần thứ hai cái miệng nó cực kỳ ngọt và để vô miệng là nó cứ tan. Chắc chút xíu nữa em mua về sau đó em chỉ cần nặn chanh vô rồi em chấm nước mắm là em ăn thôi. Đúng không chị Cẩm? Thôi được rồi, chị để đó đi. Thôi cho hoài. Một người tốt của bác của chị. Thôi để đó đi anh, ăn hoài chị đục hoài mệt lắm. Ăn nữa. Cô bác của anh chị nói này nó ham ăn lắm. Nhưng mà chị có thường ăn không chị Cẩm? Em nói chín mới ăn. Nào giờ ta làm cho nghe ta còn không ăn nữa mày. Chứ tao thử ngày suối tao ăn nghe hộ. Mới ăn chừng mày mới ăn. Dạ. Nó không quen. Còn như thằng em của em ăn quen nó ăn suốt. Lát nữa em sẽ nặn chanh ăn hàu sữa. Anh Chí ô, em nói thiệt với anh ha. Cái cảm giác mà được ăn hàu sữa sống ngay tại này đục ra ăn sẵn thì cái cảm giác này đôi khi thì khó có nhiều người có được, mà hôm nay thì anh được trải nghiệm với anh cái cảm giác anh như thế nào. Tao thấy có lý chứ, nào trong đời tao mới thử á chứ. Lần đầu thấy em thấy làm thấy ghê quá hả? Ừ. Vậy Cẩm còn chuyên nghiệp lấy rồi tao còn không ăn lần nào đó. Chúng không quen thôi chứ biết ăn là ngon. Quá vậy. Chị Cẩm với lại chị Diệu là đủ ký chưa? Không sao đâu, chị Cẩm với chị Diệu lấy đi em gửi 200.000. Không. À, em tính quay chị ăn cơm á. Tại vì chị Cẩm bán 1 ký là chỉ 150.000 thôi. Nhưng mà chị rất là nhiệt tình luôn. Mình gửi cho chị mấy chục ngàn tiền xăng. Mình thì không dư giả gì nhưng mà mình được cái là thấy vất vả quá ha anh Trí ha. Rồi bây giờ qua chị Diệu đi anh Trí à. Để cho chị Cẩm, chị Cẩm đục nha. Qua chị Diệu tí xíu với là anh Trân nha. Rồi bây giờ chị vô cho em cái bọc đi. Ờ vô cho em cái gì đó. Dạ. Hay là mình không có gì ta. Để đi qua bển đi. Qua bển đi.
Hôm nay thì dạ. Đấu tanh gì dữ đâu ha. Đấu tanh đâu anh, ngon mà. Lát nữa để cho mấy anh mấy chị thưởng thưởng thức món hàu sữa ha. Anh chân đâu chị? Ồ. Đụng vô đá nè. Thật ra thì cái cảnh núi thiên nhiên nó hùng vĩ lắm. Và đây là những con người mà so với thiên nhiên này rất là nhỏ bé. Nhưng mà ở trong bản thân của các chị á, đầy nghị lực sống và khả năng sinh tồn cực kỳ cao. Mỗi một ngày làm việc như thế, mỗi một chị mình nhiều nhất, vất vả nhất thì chỉ và 300.000. Nhưng 300.000 đối với một thời tiết yên bình như thế thì cũng thu nhập cũng khá là cao ở Việt Nam. Nhưng mà không phải là ngày nào cũng có, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà vào những mùa do sóng to gió lớn thì cái công việc của chị nó phải vất vả gấp đôi cái công việc hiện nay. Ngoài cái công việc nguy hiểm từ nghề đục hàu sữa, từ đá của ở trong vách núi nè, từ những treo leo của những cái vách đá mà gây nguy hiểm cọ sát bất cứ lúc nào, thì ngoài đó thì còn sóng to gió lớn và phải đi xa lặn lội như thế này. Và tôi nhập nghề này là một nghề khá là bấp bênh, khi mà chị phải thường xuyên leo trèo leo qua những cái vách đá. Và chúng ta nhìn thấy trước mặt của bác của anh chị đó là chị Diệu, người mà vợ của anh Chân. À, chị Diệu ơi, vô đây mát rồi, xích vô bãi mát đó đi. Chị với lại chị Cẩm cho em nhường chia cho em hào sữa đi, hôm nay về khỏi cần đi bán ha. Ừ. Chị có gì đựng không? Có bọc không? Ờ, cho em cái bọc đi. Nhưng mà nó có lố 1 ký chị không? Có 2 người luôn hả? À. 2 người em gửi cho 300 ngàn được không? 2 người gửi cho 2 ký, người 1 ký. Ha. Cái này không phải là em mua phá giá gì, ngày mai mốt chị ra bán đây cho anh chị. Em thì anh Trí đeo này vô, anh Trí mày mà mua kiểu này mấy người mà mua của chị thì mày biết cái cảnh mà lên cái bớt lên chị đâu. Chị đừng có nói với mấy người bạn hàng mà cân lời của chị á, có cái thằng đó nó cầm máy quay nó mua 300.000 ký nha. Tính ra chị Trăng này làm nhiều hơn chị Cẩm kìa kìa Hầu ơi, nhiều hơn à ha. Chị Diệu chị Diệu à. Chị Diệu ơi, qua đây luôn chưa chị? Chị Cẩm. Ở chị Cẩm. Chị Cẩm đang qua. Ồ, đấy con nó bự vậy đó hả? Mà con nó đâu ăn sống được đâu, cái con đó đâu phải hầu sữa. Miếng hả? Thôi cái con nào đừng có lấy hết chị, em chỉ lấy hầu sữa thôi. Cái kia chị để bán đi. Ờ, để bán đi, đừng lấy. Cũng lấy thịt ra, tại vì bán cái nào bự bự không à. Có nghĩa là như thế này, chị chỉ bán cho em hàu sữa thôi. Còn hàu miếng đó chị để bán lại cho những người khác đi. Em đâu có gì đâu lấy ăn, chị không cần phải đục tốn thời gian của mình nữa. Ha. Chị nãy giờ nghiệp chị rồi, chị phải được đục từng ở trong đó ra. Ai xin chị cũng cho hết rồi, mai mốt còn đâu ấy. Trời, ăn có nhiêu đâu chú ơi. Chị làm nghề này vui không chị Diệu? Vui. Vui hơn. Mai mốt cho em đi theo học nghề được không? Đi gì đi. Chị có số điện thoại không? Anh không. Chị hay anh Chân gì có số điện thoại không? Có nhưng mà không có nhớ. Ồ. Để số điện thoại của chị Cẩm ra. Ừ. Để đi theo cho em, đi theo một bữa cơm của chị như thế nào? Vậy hai chồng của chị là có đem cơm theo ăn phải không? Mua bánh mua gì cho ăn, mới đang cơm tại vì thấy là 11 giờ này là có nước không chị? Có đem nước theo uống không? Có. Ở trong cái thùng đó hả? Không, ở để ở trước rồi. Rồi ví dụ đi nửa chừng gì khát nước sao? Khát nước thì chịu đi rồi chút chừng nào thôi mình lấy lỡ mình uống. Trời ơi. Chị bây giờ khát nước chưa? Em có nước kìa. Có nước cá kìa. Có ở trước chút nước tới rồi. Chị có khát nước không? Em cho chị, em đưa chị một ca đá. Múc đi sẵn cho chị ha. Múc sẵn cho chị ha. Đây là những cái vách đá, núi này được gọi là núi đá voi. Và đây là một ở nơi ở Hang Tiền.
Và việc mà gặp được chị Cẩm với lại chị Diệu và anh Trân như thế này nó khá là hiếm hoi anh Trí ha. Đúng rồi. Anh ở đây rất là nhiều nhưng mà anh cũng chưa ra, ít thấy phải không? Ít thấy vô đây mà đâu có lại đâu biết đâu, đâu có biết người ta làm nghề này đâu. Dạ. Hôm nay gặp người này thấy lạ không? Lạ mà thấy cực quá Hồ ơi, thấy cái nghề này cực quá. Ngầm trên nước này mà lấy có 1,5 kg mà lấy cái từ cái trên đó đâu phải chuyện giỡn đâu Hồ. À, chị bỏ vô bọc cho em đi chị Cẩm, ô chị Diệu. Bây giờ mình nặng chanh vô là mình ăn được cái gì? Hào sữa, tại em muốn hào sữa nó công việc mình không cần làm, mình chỉ cần nặng tái chanh qua để ớt vô chấm vô ăn thôi. Rồi kêu chị Cẩm với chị Diệu nè, dồn lại đi rồi. Dồn lại đi chị Cẩm với chị Diệu. Ở đây có cái bạch nè chị Cẩm. Đi cẩn thận nghe em nói gì, đi cẩn thận, những cái vách này rất là nguy hiểm luôn á. Một người phụ nữ mà phải trầm mình xuống nước hơn 3 giờ đồng hồ để mình lấy kiếm tiền. Anh Thuyết. Nhằm khi làm tới chiều luôn á Hồ ơi. Dạ. Người ta lấy tới chiều luôn á, ăn cơm dắt núi luôn á, rồi cái đầu người ta làm luôn á vậy. Trời ơi. Có khi nào đi qua tới rá bảnh luôn à chị Diệu? Có. Cái mí này là mí cái hòn ở ngoài á. Ờ. Cái hòn phần bên đây cũng đi rồi nè. Cái chỗ đá hồi nãy chị đang đi là phục qua bên đó là ba con dòm xanh nó nọc ở trên mí này nhiều lắm nè. Chị đâu có lấy con dòm xanh hả? Dòm xanh bự lắm á chị Diệu. Bên đây cũng có bẻ nè. Và ẩm câu cá mà dính đóng con bự bự không á chị? Dòm xanh ký nhiêu chị? Dòm xanh ký 30. 30.000 ký lần hả? Ồ. Em nuôi nặng nhóc hết trơn luôn. Anh Trí chiều nay cho em cho em mai mốt vậy á. À. Cho em vài ký. Em về em phe với xóm của rồi, em. Rồi có dặn anh Bảy rồi. Cái dòm á. Ồ. Con nó bự quá rồi. Đâu chạy con nào đâu? Dòm xanh á. Ồ, con nó khổng lồ luôn ha. Bự. Ồ. Đó chục con ký không chị Cẩm? Chứ cái con đó đầu ở chỗ qua vách núi bển là nhiều lắm á chị Cẩm ơi. Cái đầu chỗ nãy mình lấy đó là bò con đó, bữa em câu cá chơi là em thấy xác là thấy nhóc luôn á. Có trời ở đây, đây nè, có gì thiếu gì đó lội ra đặt. Rồi làm sao em lỗ là em không chịu đó nha. Lỗ người máy lấy thêm. Nhiêu đó là ước chừng đường ký không chị? Sắp sửa. Sắp sửa. 800 gram hả? Không lấy này ta ngắm cũng chính xác lắm đó Hồ. Đúng rồi. Quen rồi đó. Rồi thiếu đi mai em trả. Mai lấy luôn trả luôn. Nó chơi với chị đó để tại vì cái công việc của chị vất vả quá, thành thử em nói chơi cho vui thôi chứ chị đừng buồn em nha. Và chị với lại chị Diệu thì mỗi một ký là 150.000 đúng không? Em trả hai chị mỗi người một ký nè. Chúc các chị luôn có một cái sức khỏe nào đó dồi dào để mà phấn đấu trong cái công. Cảm ơn nha. Dạ. Mỗi chị một ký. Dạ. Coi. Đâu có gì đâu. Thì bây giờ mọi chị một ký, chị này ký sớm giờ em ăn rồi mà. Ăn giòn không? Em chơi giòn nha. Thôi em có rồi. Đâu ra chị ai đưa chị Cẩm. Đi ăn đi nè. Không không không. Không. Thôi. Thôi cái tình cảm của người miền Tây là vậy đó anh Trí. Ừ. Thật ra là rất là nhiệt tình luôn. Thôi em xin chào chị, chúc chị luôn gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống, sức khỏe và gia đình hạnh phúc ha. Rồi hôm nay thì Bùi Hồ với lại anh Trí, người mà chị. Anh Trí này độc thân thì chị mai mốt chị có lên á chị giới thiệu người nào cho anh Trí nhà đằng kia á. Dạ. Để lát nữa em nói riêng cho chị.